anh chị em đã nhận lời mời của Hội Thánh Phúc Son đến đây để dùng chương trình thánh nhạc cũng như là lễ tạ ơn mà Hội Thánh Phúc Son muốn dâng lên Chúa và muốn gửi đến các ông bà anh chị em sứ điệp của Chúa Giêsu tối hôm nay. Mau rao ra tin lành, một bài hát sẽ được các em thiếu niên thiếu nhi hát cùng Linh Chúa của tối hôm nay. Các bạn chị em cũng biết rằng các em nhỏ ở đây thì nói tiếng Việt đã khó rồi, mà hát tiếng Việt thì rất là dễ thương. Mà Hội Thánh Tô So thì mỗi chủ nhật thì các em đều được tôn Linh Chúa bằng những bài hát tiếng Việt. Xin mời các em. Thank you.